Cục Thuế tỉnh Lào Cai ngày 13 tháng 3 có thông báo số 1294 gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp hợp tác xã do không hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đó là ông Trịnh Minh Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Việt Pháp Lào Cai. Ông Trảo Tràn Tròi, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp sinh quyền. Ông Vũ Văn Dũng, giám đốc hợp tác xã Song Kim và bà Hoàng Thị Thao, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại Đại Trí. Đây là những doanh nghiệp hợp tác xã còn nợ tiền thuế thuộc trường hợp đang bị cơ quan thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.